Sáng 10 tháng 7, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên giá ở chiều mua vào so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 đến 67,05 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch liền trước, giá vàng mua vào giảm 50.000 đồng một lượng, giá bán ra giảm 100.000 đồng một lượng. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng ở mức 650.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đầu giờ sáng nay, mùng 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đang là 1.925,8 đô la Mỹ một ounce, tăng 2,6 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 23.810 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 55,24 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,81 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng mùng 10 tháng 7.